Ở đây là bắt nước sôi rồi Lâm để dùng miếng muối Lâm trụng cái bao tử heo nha bà con. Tối nay là món bao tử hầm tiêu. Đây bây giờ đang hầm, bữa nay là ba cái bao tử nha, Lâm để vô Lâm trụng rồi mới lấy ra mình cạo rửa lại. Đó. Rồi bây giờ để trụng. Bây giờ được rồi, đang Lâm đem ra Lâm cạo rửa nha bà con. Cạo rửa Lâm chẻ nó ra làm đôi rồi. Xin chào cả nhà nha. Tối nay Lan chuẩn bị làm món bao tử hầm tiêu nha bà con. Thì ở đây có tiêu nè, bột ngọt, cái này là hạt niêm, đường, gũ, khúc thiên quai, tỏi, củ hành. Còn bao tử thì Lan đã ba cái bao tử Lan cắt ra làm đôi, liên nắp hết trơn rồi đó, rồi cắt mỡ rồi bỏ đó bà con. Còn rượu thì Lan nấu gũ khúc thiên quai loại này nè, gũ nấu ăn thôi chứ không có gì hết á. Rồi bây giờ bắt đầu Lan đi làm nha bà con. Ăn nha. Lan để củ hành vô nha bà con. Rồi, bây giờ Lan để tỏi vô. Không có cần vàng đâu nha bà con, nó hơi thơm vậy thôi chứ không cần nó dễ gì. Để bao tử vô. Thấy thì cái ba cái gì cho nó teo vậy là cũng bao tử nó teo rồi. Để vô mình xào cho nó thơm cái bao tử. Miếng cuối cùng. Bây giờ em để hơn nửa chén rượu vô nha bà con, khúc thiên quai á. Cho nó thơm á, bà tẩu nếu bút vô thơm bà tẩu. Rồi bây giờ đang để tiêu vô nha bà con, tiêu. Đó. Tiêu, đường, bột niêm, bột ngọt con để vô hết luôn nha. Đó. Đây đang để vô miếng tiêu này nữa nha, để cho nó thơm. Bây giờ nó thấm lắm nha bà con, nó thơm lắm. Giờ là đang để nước vô đang hầm khoảng 90 phút nha. Đang để nước vô. Đổ nước đầy ngập vô gì nè bà con. Bây giờ đầu đang nấu khoảng 1 tiếng rưỡi tới 2 tiếng nó mới ngon. Đang bớt lửa.
đang bật lửa là nước bọt nó nha. Nấu này lâu lắm. Cái bào tử nó mềm nó được. Về cái món là bao tử hầm tiêu của Lan bây giờ là ăn được rồi nha bà con. Bây giờ Lan gấp ra, Lan sắt cho nhiều cái miếng ăn á. Rồi bên đây Lan làm thêm một món này nữa nè, ngon chưa? Gà chiên nước mắm nha. Ăn chung với bao tử hầm tiêu. Mình gấp ra làm sắt. Rồi bây giờ ăn đợi nó nguội chút xíu làm sắt. Thì lại làm lớp hớp bọn và nữa làm để nó ngược vô. Đó, bây giờ làm để ngược nó vô nha. Thấy vậy chứ ba cái hầm lớn còn nhiêu bà con, nó teo rồi. Mùa đông ăn cái này ngon lắm, ấm bụng. Cái nồi bao tử hầm tiêu rồi nha bà con, tới đây Lan bắt lửa bưng lên nhà trên ăn chung với wow, cánh gà chiên nước mắm nha, còn ngon chưa? Đó, lên nhà trên ăn. Xin chào cả nhà nha, đây Lan đã làm xong cái món bao tử hầm tiêu nha bà con. Đây đã làm xong cái món bao tử hầm tiêu. Trời lạnh lạnh ăn cái này ngon lắm, mùa đông á lạnh lạnh ăn ấm bao tử nha bà con. Gà chiên nước mắm chứ. Mời cả nhà tối nay ăn cơm với hai chồng mình nha. Mời bà con tối nay ăn cơm tối với hai chồng mình với món bao tử hầm tiêu nha bà con. Nào bà con, cơm bà con. Bao tử hầm tiêu bà con. Cái này mình đừng có sắc trước bao tử nó bị cứng á. Nếu mình để nguyên cái bao tử thì bao tử nó sẽ mềm hơn. Mùa đông ăn cái này ấm bao tử lắm mà con. Nấu tiêu á, đâm dập dập ra nấu ngon. Rất tiêu à. Tiêu nó chung mà lặn dưới này. Bao tử lắm bà con, nó có tiêu quá, lạnh lạnh ăn ngon. Ở ngoài trời đang mưa nó lạnh lạnh ăn ngon. Bao tử ngọt quá, ngon. Vậy lắm, không treo. Ba ngộ nha. Có một lần Lan thử á, Lan sắt nó trước á, rồi cái Lan xào Lan nấu á, nó bị cứng. Nấu 3 tiếng đồng hồ nó cũng vẫn còn cứng, nấu hoài nó cũng còn cứng. Nấu cái này bà con để nguyên cái bao tử. Mình chỉ chẻ ra làm đôi là được rồi, đừng có sắc ra. Chừng nào nó chín á, gần ăn là mình đã sắc nó ra. Chứ không thôi làm như nó thun rồi sao nó cứ nhắc ra ngộ lắm. Mình không biết đường giải thích, mình chỉ biết là mình phải sắc trước nó không có mềm. Ngọt ngay vào nước súp ngon. Anh thấy gì chứ ba cái đâu còn nhiều đâu. Teo rồi. Ừ. Cái bào tử nó phá lấu ăn cũng ngon lắm. Ừ. Bào tử heo phá lấu thôi, kiểu người qua bà con cũng ngon lắm.
em nghĩ rồi đó, anh ăn đi. À, thôi tới đây Lan xin kết thúc phim nha bà con. Lan ăn, ăn chén là không ăn nhiều, cho ông xã mình không ăn đi. Tới đây Lan xin kết thúc phim. Bà con có coi có thích thì cho hai chồng mình xin một like nha, ủng hộ tụi mình, thành thật cảm ơn. Trời lạnh lạnh bà con nấu món này ăn thì ngon lắm. Xin chào cả nhà, bye bye bà con.